Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Ukraine yêu cầu Nga trả tự do cho hai linh mục. Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Ukraine kêu gọi Nga trả tự do cho hai linh mục bị bắt với cáo buộc vô căn cứ là hai cha có vũ khí và những sách về lịch sử Ukraine. Hai linh mục dòng chú quốc thế, cha Ivan Levitsky và cha Bodan Geleta, cha sở và cha phó giáo sứ sinh nhật Đức Mẹ ở Mariupol bên bờ biển Azov bị quân đội Nga bắt và cáo buộc có những hành động chống lại lực lượng Nga đang chiếm đóng khu vực này. Đức cha Maxim Ryabukha, giám mục phụ tá giáo phận Donetsk thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương cho biết đây là những chuyện bị đặt để biện minh cho sự khủng bố chống lại các tu sĩ và người dân bởi vì tin tức rõ ràng cũng ảnh hưởng đến tất cả các tín hữu công giáo đức cha giải thích hai linh mục bị bắt vẫn ở lại khu vực bị người nga chiếm đóng ngay cả trong những thời điểm rất khó khăn này trong chiến tranh khủng khiếp hiện nay hai linh mục vẫn luôn giúp đỡ dân chúng bày tỏ mối quan tâm hiền phụ và từ mẫu của giáo hội đối với mọi tín hữu ở trong tình trạng bị chiếm đóng thê thảm này bởi quân nga trên lãnh thổ ukraine giáo sứ sinh nhật đức mẹ hiện bị đóng cửa cung cho các tín hữu đến vì thế việc tụ họp các tín hữu trở nên khó khăn đức cha Maxim kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai linh mục ngày 30 tháng 11 đức cha Maxim Ryabukha cho biết ngài nhận được tin từ một nhân chứng nói rằng hai linh mục bị tra tấn vì cả hai không thừa nhận cáo buộc sai của nga Đức cha Maxim Ryabukha nói, chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế có tác động đến Nga và chính phủ Nga để ngăn chặn tình trạng này và mau chóng trả lại tự do cho các linh mục. Trong một tuyên bố khẩn cấp đưa ra ngày 30 tháng 11, Tòa giám mục Donetsk lên án những hành động chống giáo hội. Theo Tòa giám mục, đây là những hành động vi phạm trắng trợn luật quốc tế, đồng thời kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho hai linh mục tuyên bố viết một lần nữa chúng tôi yêu cầu chính quyền các tổ chức nhân quyền và các phương tiện truyền thông nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho các linh mục của chúng tôi được trả tự do chúng tôi cũng xin tất cả những ai có thiện chí cầu nguyện cho cha ivan và bodan và phổ biến thông tin này cho nhiều người biết